sản xuất. Lời thỉnh cầu của khán giả về Liên Minh Công Lý đã được nghe thấu. Thánh Nolan tiếp tục tung trailer hack não cho Tenet. Cùng hàng loạt thông tin thú vị về điện ảnh trong những ngày qua sẽ được cập nhật trong bản tin Phê Phim News ngày hôm nay. Chào các bạn, mình là Ngân và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trong khi khán giả phải đợi tới tận năm 2021 để thưởng thức hai bộ phim là Morbius và Venom phần 2, thì một dự án phim Marvel khác đang được Sony phát triển. Nguồn tin độc quyền từ Variety cho biết, đạo diễn S.J. Clausen đã ký vào bản hợp đồng để phát triển từ truyện tranh Marvel thành bộ phim đầu tiên có nhân vật chính là nữ do Sony sản xuất. Hiện tại, Sony vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên. Nguồn tin này cũng cho rằng khả năng rất cao nhân vật trung tâm của bộ phim sẽ dựa trên nhân vật Madame Web từ truyện tranh. Chưa có biên kịch nào được giao cho nhiệm vụ viết kịch bản cho phim và cũng chưa có ngôi sao nào đã xác nhận tham gia. Tuy nhiên, nguồn tin này tiết lộ Sony đang nhắm tới những diễn viên hạng A để đảm nhận dự án, sau đó mới tìm kiếm một biên kịch để phát triển nhân vật xoay quanh họ. Trong truyện tranh, Madame Web được mô tả là người phụ nữ lớn tuổi bị nhược cơ và cần tới một hệ thống hỗ trợ trông giống như một mạng nhện. Do tình trạng bệnh tật của mình, Madame Web không bao giờ chủ động chiến đấu với bất cứ nhân vật phản diện nào. Cũng bởi lý do này nên nguồn tin từ Variety cho hay dự án này có khả năng sẽ phải thay đổi ít nhiều. Hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho quá trình sản xuất của bộ phim, nhưng đã có khá nhiều tin đồn thú vị xoay quanh dự án này. Nếu bạn có thông tin gì thì đừng quên chia sẻ cho chúng mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Chuyển sang tin tiếp theo liên quan tới bộ phim gây tranh cãi rất nhiều của DC, đó là Justice League. Mới đây, một thông tin vô cùng chấn động đã được công bố liên quan tới phiên bản dài hơn của bộ phim. Đã gần 3 năm kể từ khi Justice League được chiếu rộng rãi tại rạp, lời thỉnh cầu hashtag Release the Snyder Cut của khán giả đã được nghe thấu khi phiên bản mở rộng của bộ phim sẽ được chiếu trên nền tảng HBO Max vào năm 2021. Đây là quyết định được Warner Bros. Công bố hôm thứ Tư vừa qua. Chúng tôi vô cùng háo hức để đem Justice League phiên bản của đạo diễn Zack Snyder lên nền tảng trực tuyến của mình. Đối với những người yêu mến bộ phim này và vũ trụ DC thì không có sự kiện nào lớn hơn phiên bản nổi tiếng Snyder Cut. Hiện tại, vẫn chưa rõ Justice League phiên bản Snyder Cut sẽ được phát hành ở định dạng nào, một bộ phim dài tới 4 giờ đồng hồ hay chia nhỏ thành 6 tập phim, theo THR. Bộ phim cũng đang trong quá trình biên tập lại với đội ngũ hậu kỳ gần như được giữ nguyên với phiên bản cũ. Họ sẽ thêm vào đó những hiệu ứng hình ảnh mới và rất có thể sẽ là cả những đoạn hội thoại mới được diễn viên thu âm lại. Các nhà sản xuất vẫn chưa công bố kinh phí cụ thể cho phiên bản chỉnh sửa lần này, nhưng một số nguồn tin cho hay việc này có thể tiêu tốn của Warner Bros. Từ 20 đến 30 triệu đô. Trả lời phỏng vấn với THR, đạo diễn Zack Snyder cho biết bộ phim lần này sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới. Đặc biệt là đối với những người đã xem bộ phim cũ, ông cam kết trải nghiệm lần này sẽ khác hoàn toàn. Ngoài ra, vị đạo diễn này cũng nhấn mạnh những gì mà họ đã xem ở bộ phim cũ chỉ là 1/4 công sức của ông. Justice League phiên bản năm 2017 ban đầu vốn được giao cho đạo diễn Zack Snyder đảm nhận với dự định sẽ sản xuất một bộ phim dài tới 4 giờ đồng hồ, điều mà Warner Bros. Chỉ muốn dừng lại ở 2 giờ. Sau đó, ông có gửi đi một bản phim dài 2 giờ 20 phút, nhưng phía nhà sản xuất cho biết họ cần chỉnh sửa nhiều hơn nữa. Cùng thời điểm ấy, tin dữ ập đến với gia đình Snyder và vị đạo diễn này đã quyết định bỏ ngang dự án. Bộ phim còn dang dở này sau đó được giao lại cho Joss Whedon, đạo diễn của The Avengers và cả Avengers Age of Ultron. Ở thời điểm ra mắt, Liên Minh Công Lý đã phải nhận phản ứng dữ dội của người hâm mộ với hơn 100.000 chữ ký được thu thập chỉ sau chưa đầy 5 ngày công chiếu, yêu cầu công bố phiên bản của Snyder. Trào lưu này sau đó cũng trở nên thịnh hành trên Twitter suốt một thời gian dài và chính đạo diễn Zack Snyder cũng đã xác nhận là phiên bản này có thật. Liệu rằng sau ngần ấy thời gian thì sự chờ đợi của khán giả dành cho Snyder Cut có xứng đáng hay không? Đối với mình thì việc phiên bản này được chiếu trên HBO Max cũng không quá bất ngờ. Đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của các bạn khi lắng nghe thông tin này ở phần bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Bây giờ hãy cùng mình chuyển sang phần điểm tin. Phim siêu anh hùng của đạo diễn It Follows. Dự án phim siêu anh hùng Heroes and Villains của MGM mới đây đã tìm được người ngồi vào ghế đạo diễn. Người được chọn là đạo diễn David Robert Mitchell, tác giả của bộ phim kinh dị It Follows. Với dự án phim lần này, ông Mitchell sẽ làm việc trên chính kịch bản do mình tự viết. Hiện tại, tóm tắt nội dung phim vẫn đang được giữ bí mật và công việc tuyển chọn diễn viên sẽ được bắt đầu trong thời gian rất gần.
đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho phim là Chris Bender và Jake Gyllenhaal. Jason Momoa và Peter Dinklage chuẩn bị đóng phim Ma Cà Rồng. Hai ngôi sao của Game of Thrones là Jason Momoa và Peter Dinklage đang đàm phán để quy tụ trong bộ phim mới của Legendary. Đây là dự án phim mang tên Good, Bad and Undead. Nếu đàm phán này thành công, hai người sẽ không chỉ tham gia với vai trò diễn viên chính mà còn kiêm cả vị trí sản xuất. Nhân vật mà Peter đảm nhận là Van Helsing, một thợ săn ma cà rồng, với cộng sự là nhân vật của Jason, một ma cà rồng thề sẽ không bao giờ giết người nữa. Cùng nhau, họ bắt đầu hành trình lừa đảo từ vùng này sang vùng khác, giả vờ săn được ma cà rồng để kiếm được tiền thưởng. Hiện tại, Legendary đang gần đạt được thỏa thuận với Max Babaco để đảm nhận vai trò đạo diễn. Michael Bay làm phim về đại dịch. Theo nguồn tin độc quyền từ Deadline, Michael Bay và cựu trưởng ban sản xuất của Paramount, ông Adam Goodman, sẽ hợp tác để làm một bộ phim giật gân về đề tài đại dịch. Bộ phim mang tên Songbird được lấy cảm hứng từ Paranormal Activity và Cloverfield. Được biết, bộ phim sẽ lấy bối cảnh 2 năm kể từ thời điểm hiện tại. Khi ấy, đại dịch vẫn chưa kết thúc và con người vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội khi virus ngày càng biến đổi. Hiện tại, dàn diễn viên của Songbird vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên đội ngũ làm phim đang hướng dẫn các diễn viên từ xa. Đạo diễn của phim là Adam Manson, với phần kịch bản được viết bởi Simon Boyce. Phim dự kiến sẽ khởi quay trong 5 tuần nữa, có thể là phim đầu tiên được bấm máy tại Los Angeles sau thời kỳ giãn cách xã hội. Greyhound của Tom Hanks sẽ được chiếu trên Apple TV Plus. Theo nguồn tin độc quyền từ Deadline, bộ phim về đề tài Thế chiến thứ hai Greyhound do Tom Hanks thủ vai chính sẽ bỏ qua phiên bản chiếu rạp và chiếu thẳng trên Apple TV Plus. Trước đó, bộ phim này được Sony lập kế hoạch cho ra mắt vào ngày 12 tháng 6 sắp tới, tuy nhiên đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch. Greyhound là bộ phim được đạo diễn bởi Aaron Schneider, với phần kịch bản do chính Tom Hanks chấp bút. Bộ phim xoay quanh một sĩ quan kỳ cựu được trao chức chỉ huy chiến hạm Greyhound ở thời điểm Mỹ bắt đầu tham gia chiến sự cùng với đồng minh Anh tại Đại Tây Dương. Với kinh phí sản xuất khoảng 50 triệu đô, đây sẽ trở thành phim có kinh phí lớn nhất trên hệ thống Apple TV Plus từ trước tới nay. Tenet là bộ phim đang được kỳ vọng sẽ đánh thức phòng vé sau giấc ngủ đông kéo dài suốt nhiều tháng. Mới đây, một trailer mới đã được tung ra, tiết lộ nhiều chi tiết thú vị liên quan tới bộ phim, bao gồm cả ngày ra mắt. Rạng sáng ngày 22 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Warner Bros. Đã tiếp tục công bố thêm một trailer mới cho Tenet, tiết lộ một số tình tiết mới trong bom tấn 200 triệu đô của đạo diễn Christopher Nolan. Phần kịch bản phim vẫn chưa được tiết lộ nhiều, nhưng chúng ta đã có thể khẳng định rằng nhân vật của John David Washington và Robert Pattinson đều là những điệp viên và họ đang cố gắng ngăn chặn chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra. Nếu như ở trailer đầu tiên, nhiều giả thuyết cho rằng hai nhân vật này sẽ du hành thời gian, thì ở đoạn phim giới thiệu gần nhất, hiện tượng mà khán giả được chứng kiến là hiện tượng đảo ngược thời gian. Tuy nhiên, với một số tác phẩm hách não như thế này, chúng ta vẫn khó lòng để nói trước được bất cứ điều gì. Chỉ một sự thật khá chắc chắn là nam diễn viên Pattinson đã khẳng định Tenet là một bộ phim điên rồ, mỗi phân cảnh hành động đều có thể so với đỉnh điểm xung đột xảy ra trong các bộ phim hành động truyền thống. Bên cạnh hai diễn viên kể trên thì Tenet còn có sự tham gia diễn xuất của Elizabeth Debicki, chị chủ quán net trong Vệ binh giải ngân hà phần 2, Aaron Taylor Johnson, lá chắn của Hawkeye trong Avengers phần 2, Kenneth Branagh, chủ nhân của 4 đề cử Oscar, và đặc biệt là Michael Caine, nam diễn viên từng đồng hành với đạo diễn Nolan trong bộ 3 phim Batman, The Prestige và Inception. Theo kế hoạch ban đầu, bộ phim được bấm máy ở 7 quốc gia này sẽ ra rạp vào ngày 17 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, trong trailer mới nhất, thông tin về thời điểm ra mắt của phim vẫn còn khá mập mờ khi ở cuối trailer thì chỉ hiện dòng chữ chuẩn bị ra rạp và không đề cập đến mốc thời gian cụ thể nào. Vậy nên, nhiều khả năng khán giả sẽ phải đợi chờ thêm những cập nhật mới nhất từ đội ngũ làm phim. Cá nhân mình thì đang rất tò mò về dự án này, bởi sau khi xem trailer thì sự mơ hồ lại càng tăng lên. Càng tò mò thì mình càng mong phòng vé sẽ sớm hoạt động trở lại để được ồ lên thích thú một lần nữa. Vậy là những thông tin vừa rồi đã khép lại số Phê Phim News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại vào trưa thứ tư và trưa thứ bảy hàng tuần. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.